Thì cái việc mà trồng răng tức thì hay là cấy nền tức thì đó, thì nôm na là khi mà cái răng mà bác sĩ nhổ đi, thì trước đây một cách cổ điển á, thì phải nhổ răng trước, đợi nó lành hết cái phần xương hàm đó, rồi sau đó mới cấy implant. Thì như vậy cái thời gian đợi nó sẽ rất là lâu. Tuy nhiên ngày nay á, thì khi nào mà có thể, tức là khi chẳng hạn như là cái răng phải nhổ nó không có cái nhiễm trùng cấp tính, hay là cái phần xương còn lại nó vẫn cho phép, thì bác sĩ sẽ cố gắng, tức là sẽ nhổ răng và cấy implant tức thì trong cùng một lần hẹn, để rút ngắn cái thời gian điều trị, cũng như là có thể là sẽ kết hợp sử dụng được những cái hình dạng giải phẫu của cái vùng mà chân răng đã nhổ. Thì như vậy cái implant tức thì hay là trồng răng tức thì đó, nó sẽ chỉ định trong một số tình huống cụ thể, tức là khi nào cái xương hàm cho phép, cũng như là không có cái nhiễm trùng đang diễn ra. Thì cái ưu điểm lớn nhất đó sẽ giúp cho cái thời gian mà có cái răng trên implant sẽ nhanh hơn, cái thời gian điều trị nó sẽ giảm đi, thay vì là phải nhổ răng đợi lành và cấy implant, thì bây giờ có thể nhổ răng và cấy implant vào ngay. Thì đó là một số cái ưu điểm của cái trồng cấy implant tức thì. Răng sứ trên implant thì nó cũng có những cái vật liệu khác nhau, cũng gần giống như là cái răng sứ trên răng tự nhiên. Có nghĩa là chúng ta có thể dùng cái sứ kim loại, tức là dùng cái kim loại bên trong để nâng đỡ và phủ sứ bên ngoài. Và loại thứ hai là toàn bộ bằng sứ luôn, tức là dùng những cái vật liệu sứ mà mới hiện nay đó, dùng cái công nghệ CAD/CAM, tức là công nghệ mà kỹ thuật số đó, thì nhất là không có sử dụng kim loại nữa, mà toàn bộ là một cái khối sứ hay là cái đắp sứ như vùng thẩm mỹ. Thì ưu điểm nhược điểm đương nhiên nó cũng toàn sứ thì nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà cái chi phí thường nó sẽ cao hơn. Còn sứ kim loại thì nó vẫn là một cái vật liệu rất là tốt, nhưng mà cái thẩm mỹ nó sẽ không có đáp ứng được trong một số cái tình huống mà đòi hỏi thẩm mỹ rất là cao, hay là khi mà cái mô nướu của cái cô chú của bệnh nhân nó quá mỏng. Thì nhưng mà cái sứ kim loại thì nó cũng không là phải là một cái vật liệu nó đáp ứng được. Thì đối với implant đó, thì những cái loại răng sứ khác nhau nó sẽ có thêm những cái số khác biệt. Thì có thể là cái dùng cái bắc vít, bắc vít tức là cái răng sứ đó sẽ bắc vít trên implant. Thì cái ưu điểm của cái sứ bắc vít đó, nó sẽ có những cái khi bác sĩ cần tháo rất là dễ, bác sĩ chỉ cần mở cái vít đó, bác sĩ có thể tháo ra và có thể sửa chữa dễ dàng. Còn cách thứ hai là gắn bằng xi măng, để dùng một keo dán mà gắn cái răng sứ vào trên cái trụ trụ hình trên implant. Thì cái ưu điểm của cái gắn xi măng đó thì nó sẽ không thấy cái lỗ vít, nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà ngược lại khi mà cần tháo ra đó thì bác sĩ phải đục lấy ra, nó khó khăn hơn. Thì như vậy đối với cái răng sứ trên implant thì về cái vật liệu đó, thì nó cũng tương tự, nó cũng gần giống như là cái răng sứ trên răng tự nhiên. Tuy nhiên về cách kết nối đó thì nó sẽ có hai cách kết nối khác nhau, hoặc là bắt vít hoặc là gắn bằng xi măng. Trong khi đó đối với cái răng tự nhiên đó thì chỉ có một cách duy nhất, đó là gắn bằng xi măng. So với cái nhổ răng đó, thì những tình huống mà cấy implant, những tình huống cấy implant mà không cần phải ghép xương, thì thông thường cấy implant nó sẽ ít xâm lấn hơn. Thì có nghĩa là chẳng hạn như chúng ta cấy một cần phải cấy một trụ implant, thì thông thường nó sẽ ít đau hơn là phải nhổ cái răng, đặc biệt là những nhổ những cái răng khó như là nhổ răng khôn. Thì như vậy cái việc cấy implant hầu như nó diễn ra cũng khá là nhẹ nhàng, khá là êm ái. Đặc biệt là ngày nay khi mà những cái thuốc tê hay là những cái phương pháp mà vô cảm đi kèm, chẳng hạn như là tiền mê, rất là hỗ trợ rất là tốt. Cho nên việc cấy implant ngày nay gần như có thể nói là không có đau. Những cái đối tượng, những cái bệnh nhân, những cái cần implant đó là trường hợp những bệnh nhân bị mất răng, tức là mất một răng, mất nhiều răng hay là mất toàn bộ răng, thì cái đó là những cái đối tượng mà phải cần cái implant. Thì nôm na thì implant là như là những cái chân răng nhân tạo vậy đó, tức là khi chúng ta không còn cái chân răng, hay là những cái răng cũ, những chân răng cũ không có còn khỏe, không còn chắc để được giữ lại, thì khi đó implant là một cái chỉ định để điều trị trên những cái bệnh nhân này. Implant có được chỉ định trên những cái bệnh nhân hay trên những cái đối tượng là mất một răng, mất nhiều răng hay là mất toàn bộ răng, dùng để thay thế những cái răng đã mất đó. Và cái tình huống thứ hai cũng khá là hay gặp là trên những tình huống mà những bệnh nhân có những cái răng cũ, tuy nhiên những cái răng nó bị những cái bệnh lý, thông thường là bệnh lý nha chu, chẳng hạn như là viêm và làm cho tiêu hết toàn bộ cái xương xung quanh cái răng, và như vậy cái răng đó nó không còn chắc nữa khi mà bắt buộc phải nhổ răng đi. Thì cái implant cũng là một cái điều trị chỉ định rất là tốt trên những trường hợp những bệnh nhân mà còn những cái răng bị lung lay do bệnh nha chu mà phải phải nhổ đi.